Công ty SGC đã phải rút thông báo về việc giảm giá mua vào đối với vàng miếng có series một chữ. Và thông tin này được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết tại buổi họp báo chính phủ vừa diễn ra. Trả lời câu hỏi của báo chí về vai trò quản lý thị trường vàng trước việc công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC tự ý giảm giá mua vào 40.000 đồng một lượng đối với vàng miếng có series một chữ, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, sau khi có thông tin báo chí phản ánh, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc trực tiếp với lãnh đạo của SGC và cũng yêu cầu công ty SGC báo cáo. Trước đó, theo thông báo của công ty SGC, hiện trên thị trường đang tồn tại hai loại vàng miếng mang thương hiệu SGC, gồm vàng miếng có series 2 chữ và vàng miếng có series 1 chữ. Trong đó, vàng có series 1 chữ được sản xuất trước đây. Tuy nhiên, không hiểu sao thời gian gần đây, loại vàng này bị người tiêu dùng chê khiến lượng hàng tồn kho tăng cao. Nhằm giảm bớt lượng tồn kho của vàng miếng 1 chữ và bù đắp chi phí dập lại vàng miếng series 1 chữ thành loại có 2 chữ, công ty SGC đã thông báo giảm 40.000 đồng một lượng khi mua vào vàng miếng có series 1 chữ. Tuy nhiên, ngay sau khi thông báo này được phát đi, hầu hết người dân đều tỏ ra bức xúc vì họ cho rằng cả hai loại vàng miếng trên đều do Ngân hàng Nhà nước độc quyền sản xuất. Việc giảm giá mua vào của công ty SGC là cố tình đẩy rủi ro về phía khách hàng, vì khi mua, phần lớn người dân không để ý đến vàng miếng 1 chữ hay 2 chữ.